Chuyện Tích Nhất Hương Hòa Thượng, Phan Bảo Diệu. Cách đây không lâu, tại Nhật Bản có một vị cao tăng, hiệu là Nhất Hương Hòa Thượng. Đạo hạnh học thuật của Ngài khiến người khó theo kịp, ai ai cũng tôn xưng Ngài là Phật sống. Tại tỉnh Hải Tân, có một gia đình ngư phủ, do nghề đánh cá mà được giàu có. Ngư ông sinh được một đứa con trai, mặt mũi sáng sủa, hoạt bát dễ thương lại rất thông minh, ở trường học là học sinh xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp tiểu học một năm, bỗng lăn ra chết. Vợ chồng ngư phủ quá sức đau đớn trước cái chết của con, thường còn quể, không biết sau khi chết hồn phách nó sanh về đâu. Vì nghĩ đến sự an lạc của con, hai vợ chồng tìm đến chùa của Nhất Hư Hòa Thượng, xin thỉnh Hòa Thượng về nhà cầu siêu cho con. Nhất Hư Hòa Thượng nói, nếu muốn ta cầu siêu cho con thì phải nghe theo yêu cầu của ta. Ta bảo làm gì phải làm theo, không được một lời một chữ cãi lại. Nếu không như vậy, ta sẽ không đi. Nghe Hòa Thượng nói như vậy, là biết nhân cách của Hòa Thượng, biết Ngài sẽ không có yêu cầu gì vô lý, nên ngư phủ bằng lòng, thỉnh Hòa Thượng về nhà. Khi về đến nhà, Hòa Thượng bảo ngư ông chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ để thi hài của đứa bé trang trí trên thuyền. Bà con thân thích đồng ngồi trên thuyền đi thẳng ra biển. Ngồi trên thuyền có thi hài đứa bé lúc vào trong biển. Nhất Hòa Thượng bảo, hay quá, chúng ta hãy đem xác đứa bé thả nhanh xuống biển. Nghe Nhất Hư Hòa Thượng nói, ngư ông cảm thấy đau nhói như ngàn mũi tên bắn vào tim. Thường còn quá, không xuống tay được, nhưng trước đã hứa với Hòa Thượng, nên đành phải nghe lời, đem thi hài đứa bé thả xuống biển. Trở về nhà trong tâm trạng vô cùng đau khổ, ông nhất tâm cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và hỏi Ngài, và sư phụ, vợ chồng con đơn chiếc chỉ có một đứa con, xem như bảo bối, này nó lại chết đi, chúng con vô cùng đau khổ, tâm không chịu nổi vì thương con quá, lại sợ nó chịu thống khổ sau khi chết, nên thỉnh Hòa Thượng về nhà siêu độ cho con của con. Nay Hòa Thượng bảo chúng con đem thi hài nó vứt xuống biển. Cách siêu độ này chúng con thật chưa từng thấy, không biết con thương con như thế, có giúp nó siêu thoát chăng, có thoát khổ não để được an lạc chăng. Kính mong sư phụ từ bi khai thị, giải nghi ngờ cho chúng con. Nhất Hư Hòa Thượng nghe xong liền nói, à, các con thấy ta đem thi thể của đứa con yêu dấu vứt xuống biển nên sinh tâm nghi ngờ, điều đó là đúng. Nhưng vì các con chưa rõ nguyên lý của nhân quả báo ứng, vậy các con hãy ngồi xuống, ta sẽ nói rõ ràng nhân quả của các con để các con hiểu được. Nghe vậy, ngư ông bèn ngồi xuống một bên, lắng nghe Hòa Thượng khai thị. Nhất Hư Hòa Thượng nói, trong kinh Địa Tạng phẩm Như Lai Tán Thán thứ 6, Phật dạy, hoặc lấy người bình thường, mến thích như y phục trân bảo, nhà cửa ruộng vườn, đứng trước người bệnh mà sướng rằng, chúng tôi tên là, nay vì người bệnh, đối trước kinh tượng đem những đồ vật này, hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc cúng dường đèn dầu, hoặc cúng thường trụ, xứng lên như vậy 3 lần, cho người bệnh được nghe biết. Như thần thức của người bệnh đã phân tán, hơi thở đã dứt, thời hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày, lớn tiếng sướng bạch như trên, và trì tụng kinh này. Sau khi người bệnh qua đời, thời giàu có tội chướng nặng cho đến tội ngũ vô gián, cũng vĩnh viễn được giải thoát. Hôm nay các con nghe lời ta, đã đem thi thể đứa con yêu dấu của mình thả xuống biển, thì đứa bé sẽ được siêu thoát không thể nghi ngờ. Tại sao? Vì con của các con từ khi sinh ra đến nay đều được nuôi nấng bởi thức ăn và đồ dùng lấy từ tính mạng của các loài sống trong biển. Vì thế, ta nay đem thịt của nó trả lại cho quyến thuộc của các loài cá để tránh cho con của các con khỏi các nợ đời này. Vợ chồng ngư phủ nghe Nhất Hư Hòa Thượng nói chân lý của sự vay trả báo ứng, tâm trí bừng sáng, lễ tạ và tiễn sư phụ về chùa. Tối đến nằm trên giường, lật qua lật lại không ngủ được, cứ nghĩ nhớ đứa con của mình. Trong lúc mơ màng nửa ngủ nửa không, ông thấy con trai mình mặt mày hớn hở đến nói rằng, cha ơi, hôm nay con nhờ sức công đức của Hòa Thượng và nhờ cách làm của Hòa Thượng mà thanh tâm con thanh tịnh được vãng sanh tịnh độ. Nói rồi biến mất. Tỉnh lại, ngư phủ rất vui mừng, đi đến chùa lễ tạ Nhất Hư Hòa Thượng. Từ nay ông tin chắc nơi Phật Pháp,
tín ngưỡng Tam Bảo trở thành một đại hộ pháp của Phật giáo. Chép từ Đài Loan Phật giáo, quyển 12, số thứ 3, ngày 4 tháng 4 năm 1947. Ha ha ha, 闻声摩地娑哈。